Chào mừng anh em đã quay trở lại với Laptop AZ và mình anh nhé. Thì chắc là dạo gần đây anh em cũng đã quen với cái việc là laptop có sở hữu những cái bộ tản nhiệt nước rồi, của nhà XMG này hay là của những cái hãng OEM ở bên Trung Quốc hoặc là bên Mỹ. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ đưa cho anh em một cái mẫu sản phẩm mà cái bộ tản nhiệt nước này nó sẽ là một cái bộ all-in-one cắm rời ở phía bên ngoài luôn, và kèm theo đấy là anh em sẽ sở hữu một chiếc laptop đấy, để có thể cắm vào và trải nghiệm cái bộ tản nhiệt nước này. Và cái tên của chiếc laptop này nó sẽ là Electronic Hydrox phiên bản là 16 inch. Thì đây là một cái hãng mà OEM của chính nhà Intel luôn. Trước đây thì họ đã làm ra những cái mẫu sản phẩm flagship và chỉ dành cho những cái thị trường Mỹ thôi. Còn bây giờ thì họ đã mở rộng ra hơn rồi, châu Âu và châu Á cùng chúng ta cũng sẽ có luôn. Và hãy cùng tìm hiểu với mình trong cái video này để xem rằng cái chiếc máy được tặng kèm tản nhiệt nước này nó sẽ có hiệu năng và cái trải nghiệm về nhiệt độ như thế nào nhá. Ok, giờ thì intro thôi. Như thường lệ thì một số những cái mẫu sản phẩm laptop gaming hay là ultrabook đang bán rất chạy tại Laptop AZ thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả, anh em có thể kéo xuống và tham khảo. Còn quay trở lại với vấn đề chính của video này, đầu tiên mình sẽ phải đề cập đến cái việc mà anh em làm cách nào để có thể sở hữu. Nếu mà bạn nào đang là du học sinh Mỹ thì chúng ta có thể truy cập ngay vào trang web của Electronic có thể mua luôn. Đấy, tiếp theo đến thì bạn nào mà đang du học ở bên châu Âu, ở Pháp hay Anh các thứ thì chúng ta sẽ đến với một cái hãng quen thuộc hơn về những cái bộ tản nhiệt nước này, đó chính là XMG. Còn bạn nào mà ở Việt Nam hay là cụ thể ở châu Á đi chăng nữa thì chúng ta sẽ có một cái web, nó có tên đó chính là Aftershock, để có thể order cái mẫu máy này về và trải nghiệm. Vậy thì như mình đã nói ở đầu video, cái mức hiệu năng kèm theo tản nhiệt nước cũng như là nhiệt độ của chiếc máy này nó có cái gì đặc biệt hay không, và để so sánh với những cái mẫu sản phẩm khác trước đây cũng đã được quảng bá về cái bộ tản nhiệt này, thì mình đi thẳng vào vấn đề luôn. Với i9-14900HX với RTX 4090 ở trên cái mẫu sản phẩm này, thì đầu tiên họ sẽ test với bài test đó chính là Time Spy. Thì với cái bộ tản nhiệt nước được đi kèm vào, họ sẽ có một cái hiệu năng vượt hơn, đó chính là MSI Titan 18 với cùng cấu hình là i9 cả RTX 4090. Nhưng mà thực tế thì mình thấy rằng với cái mức nhiệt độ mà cho ra khoảng tầm từ 35 độ C đấy, thì con số chênh lệch nó không quá là nhiều. Tiếp theo đến thì test thực tế với những cái tựa game khác như kiểu Cyberpunk 2077 có cả DLSS hay là không DLSS, thì cái mức FPS cho ra nó chênh lệch cũng không quá là vượt trội hơn ở cái độ phân giải là 2K với cả Ultra Setting trên cái mẫu sản phẩm như thế này, để mà so sánh những cái mẫu flagship khác. Vì trung bình nó chỉ rơi khoảng tầm 110 mà thôi, còn nếu mà có DLSS thì nó sẽ lên khoảng tầm 156. Xong một tựa game khác thì nó đòi hỏi thêm về đồ họa cũng như là cái sự kết hợp giữa CPU và GPU hơn, đó chính là Forza Horizon 5. Thì cũng sẽ test ở Extreme Setting này cùng với độ phân giải chính là 2K thì FPS lên tới là 150 đấy, còn DLSS thêm vào thì chúng ta sẽ có khoảng hơn 200 và cụ thể khoảng tầm 210. Vậy thì nếu mà xét ra cái bộ tản nhiệt nước nó cũng không bút hiệu năng lên quá là nhiều nếu mà để so sánh với những cái mẫu flagship khác trong cái cùng tầm giá hay là cùng cái mẫu sản phẩm đó chính là cao cấp của những cái hãng khác như kiểu là của Asus này với ROG Strive là 16 hay là MSI Titan 18, hoặc thậm chí là so với cả Legion 7i cùng cấu hình. Nói chung là mình nghĩ rằng nhiệt độ thì nó mát hẳn, nhưng mà hiệu năng để mà nó cho ra nó cũng chưa thực sự là quá khác biệt. Vậy thì đến một cái điểm tiếp theo, đó chính là test về Cinebench đi, cụ thể thẳng vào CPU. Còn i9-14900HX anh em cũng đã biết được rồi, đó chính là cái mức nhiệt độ nó rất là cao và cái khả năng ăn điện của nó cũng rất là nhiều. Đối với cái bài test này thì mình thấy rằng cái điểm số chênh lệch cũng khá là nhiều khi mà sử dụng tản nhiệt nước hay không. Bởi vì sao? Khi mà nhiệt độ mát ấy, thì có thể là cái CPU này nó ăn điện rất là ít hơn, chỉ khoảng tầm 97W mà thôi, cho ra một cái mức Cinebench R24 nhá, cái đa nhân lên tới là 2000 điểm. Còn nếu mà so sánh với những cái mẫu sản phẩm khác thì khoảng tầm 1700 và 1800 mà thôi, mà cái mức điện năng tiêu thụ để có thể đạt được con số đấy của những cái chiếc máy này lên tới tầm 110, 100 hoặc là 130W đi chăng nữa. Có những cái mẫu sản phẩm lên tới là 150W. Đó, gần như cái mức turbo boost của con i9-14900HX này luôn. Vậy thì chốt lại cái vấn đề về hiệu năng nhá. Mình thấy rằng nó khá là bị phụ thuộc vào cái bộ tản nhiệt nước này. Và cái mức giá để anh em có thể sở hữu thêm cái bộ tản nhiệt này nó sẽ rơi khoảng tầm 249 đô. Nôm na là các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng tầm từ 6 triệu đến 6 triệu 3. Nếu mà về đến Việt Nam mà chưa tính tất cả những cái phụ phí khác, thì thay vì anh em mua một cái bộ tản nhiệt trong một con laptop, thì các bạn có thể build được một cái KPC cũng sẽ có một cái bộ tản nhiệt xịn sò hơn so với cả cái mẫu sản phẩm như thế này.
Ok, và đó là toàn bộ về hiệu năng của chiếc Electronic Hydrox 16 này. Vậy thì những cái chất lượng hoàn thiện thì sao? Mình thấy rằng trong cái bài đánh giá này của họ thì họ bảo rằng chiếc máy này hoàn toàn được làm bằng kim loại đấy, với một cái độ mỏng, với những cái đường viền bo rất là tốt, và nó mỏng hơn so với con Roxica 16. Tiếp theo đến thì có một cái điểm yếu của chiếc máy này, đó chính là cái đoạn chiếu nghỉ tay thì nó làm khá là vuông. Thì mình nghĩ rằng nó được liên tưởng đến một vài cái mẫu sản phẩm của nhà Lenovo như kiểu Legion 7i này hay là Legion Pro, thì nó sẽ khá là vuông vức như vậy, thì cái cảm giác chạm nó sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng mình nghĩ là nó không nhiều. Tiếp theo đến thì về tổng thể cân nặng của máy với cái thân hình khá là gọn nhẹ như thế này, thì nó chỉ khoảng tầm 5,7 pound, thì quy đổi ra kg nó sẽ khoảng tầm 2,5 cân anh em nhé. Và cộng thêm bộ tản nhiệt thì mình nghĩ rằng nó cũng khá là nặng, nếu mà em cần mang đi thì có một cái hiệu năng tốt nhất thì tốt nhất là thôi chúng ta để ở nhà cắm tản nhiệt nước vào cho hiệu năng nó bung tỏa ra thoải mái. Ok, vậy thì toàn bộ những cái chiếc máy này nó sẽ có một cái độ flex gần như là không có, cũng như là một vài những cái trải nghiệm khác liên quan đến bàn phím và touchpad. Thì đối với cái mẫu sản phẩm cao cấp rồi sẽ là LED RGB per key. Tiếp theo đến thì cái giải LED ở phía bên dưới này nó cũng khá là tương tự với những cái mẫu flagship của nhà MSI, tùy chỉnh được tương tự với cả bàn phím luôn. Còn về touchpad thì mình thấy rằng họ có nói rằng làm được bằng chất liệu kim loại này, rất to, rộng, được đặt khá là lệch về phía bên tay trái như một vài những cái mẫu laptop phổ thông khác. Thì mình nghĩ rằng trong quá trình gõ phím ấy, nó to và rộng mà nó lệch về bên trái thì tay của anh em rất dễ chạm vào, khiến cho bị nhảy chuột này hay là những cái thao tác này nó bị ảnh hưởng bởi những cái phím bấm như vậy. Còn trải nghiệm thì họ đánh giá là không tốt, nói thẳng là như thế, với chất lượng kim loại và họ nghĩ rằng nó khá là flex. Nhưng mà laptop thông minh mà chúng ta dùng chuột là chủ yếu, cho nên cái điều này cũng không quá là điểm yếu, quá là chí mạng đó. Ok, vậy thì đến một vài những cái trải nghiệm tiếp theo liên quan đến những yếu tố chúng ta tiếp xúc nhiều hơn, chính là màn hình. Kích thước thì chúng ta sẽ có là 16 inch, tỷ lệ 16:10 rồi, độ phân giải sẽ là 2K+, tần số quét là 240Hz, màn IPS. Với những cái thông số liên quan đến phổ màu sẽ là 99% sRGB, 76% Adobe và 77% DCP3, độ sáng thì lên tới 538 nit rồi. Thì đây là một vài những cái thông số rất cơ bản của những cái mẫu trung cấp. Còn nếu mà anh em so sánh với những cái màn hình khác như kiểu là của Roxica hay của MSI Titan ấy, thì nó tuyệt vời rất là nhiều, lên tới là 100% DCP3 cơ. Nói chung là 63 triệu thì mình nghĩ rằng chiếc máy này màn hình nó chỉ phổ thông thôi, nó không quá là vượt trội trong cái tầm giá này. Về những cái yếu tố khác liên quan đến cổng kết nối đi, chiếc máy này thì phía sau chúng ta sẽ có một cái phần nhường chỗ cho hai chân cắm của cái bộ tản nhiệt nước cắm rời này. Có một cổng USB-C có tích hợp Thunderbolt 4 có thể kết nối với màn hình rời thông qua cạc rời luôn, là nối thẳng vào RTX 4090 đó, và hỗ trợ sạc lên tới là 100W. Tiếp theo đến thì cũng sẽ có thêm một cổng HDMI cũng kết nối vào cạc rời luôn, vậy nên là 4090 này sẽ gánh hai màn rời liên tiếp và kèm theo một cổng sạc. Phía bên trái thì sẽ thêm một cổng USB-C, nhưng mà nó chỉ là USB 3.2:1 thôi, nó không có thêm tính năng nào đi kèm như kiểu xuất hình hay là sạc ở phía bên ngoài, và thêm một cổng USB-A nữa, jack tai nghe 3.5 tích hợp cả nghe và nói. Cuối cùng là phía bên phải sẽ có thêm hai cổng USB-A và một khe SD full size. Tổng thể cổng kết nối thì mình nghĩ rằng với một cái thân hình mỏng nhẹ này nó rất là đầy đủ rồi để anh em nào làm việc đồ họa, bởi vì nó có thêm một cái thẻ nhớ mà. Cuối cùng là về cái thời lượng pin, thì với một chiếc laptop gaming trong tầm giá 63 triệu thì mình nghĩ rằng nó khá là tệ. Với 4 tiếng 49 phút, nói chung là gần 5 tiếng với độ phân giải là 2K, độ sáng là 200 nit, kèm theo đấy là cái chế độ tiết kiệm pin nhất rồi mà nó cũng chỉ lên được 4 tiếng thôi, mà so sánh với những cái mẫu sản phẩm khác cùng phân khúc là cao cấp ấy, thì nó bị thua gần 50% luôn. Nghĩa là những mẫu máy khác nó sẽ 8 tiếng, còn chiếc máy này chỉ 4 tiếng thôi. Còn về những cái yếu tố liên quan đến nâng cấp và hệ thống tản nhiệt thì mình thấy rằng nó cũng không có gì đặc biệt, ngoài cái việc nó có bộ tản nhiệt nước rời. Vẫn sẽ có hai quạt, vẫn sẽ có khoảng 4 ống đồng, tương tự như một vài những cái mẫu sản phẩm mỏng nhẹ khác như kiểu G14 hay G16 của nhà Asus. Còn về khả năng nâng cấp thì 2 khe RAM, 2 khe SSD tương tự rồi, và có thể thay thế được cả Wi-Fi. Ok, và đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ về cái mẫu Electronic Hydrox 16 này. Mình nghĩ rằng hãng này họ làm flagship thật. Có những cái yếu tố của flagship như kiểu là LED RGB per key này, những cái giải LED hay là tối ưu về cân nặng cũng như độ mỏng, chất lượng hoàn thiện của chiếc máy này rồi. Nhưng mà nếu mà bảo mình sẽ bỏ ra khoảng 63 triệu xong rồi thêm khoảng tầm 6 triệu nữa, nôm na gần 70 triệu để vừa có thêm một bộ tản nhiệt nước và mua một con mẫu laptop ấy, thì thà mình đầu tư vào một con MSI Titan 18 hay là Roxica 16 còn hơn. Nó sẽ cho ra một cái mức hiệu năng tương tự với cùng một cấu hình, nó chỉ i9 4090 với 32GB. Với DLSS thì cái chênh lệch FPS nó không nhiều đến cái mức đấy để anh em chúng ta phải đầu tư vào một cái mẫu máy mà
gần như không thể bung được hiệu năng tốt nhất nếu mà không phải đi kèm thêm bộ tản nhiệt nước ấy. Ok, đây là tất cả những cái gì muốn chia sẻ với anh em về mẫu máy này. Và nếu anh em thấy video này có ích, hãy để lại một like, một share, một subscribe kênh Laptop 3Z. Và mình là Linh nhé, gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye.